Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 22 tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay một đợt không khí lạnh mới lại tràn xuống nước ta. Lúc này nó đã gây ra mưa dông ở khu vực vùng núi là các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn và cả Tuyên Quang. Đồng thời nhiệt độ cũng đang giảm. Với cường độ mạnh, tốc độ di chuyển nhanh nên chỉ trong chiều nay nó sẽ ảnh hưởng tới khu vực Trung Du và vùng đồng bằng. Tối nay sẽ rất nhanh tác động đến cả khu vực các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái và cả Lào Cai. Các tỉnh vùng núi nơi đón những luồng không khí lạnh rét đầu tiên, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng từ 21 cho tới 22 độ, trời rét. Với khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 23 tới 26 độ. Gió chuyển hướng đông bắc trên đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Đến đêm nay, khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh, thì nhiệt độ hầu khắp Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới mức 20 độ. Vùng núi giảm xuống dưới mức 17 độ, ở vùng núi cao xuống dưới 15 độ. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài trong khoảng từ 2 tới 3 ngày. Với các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Bộ, từ sáng cho đến trưa nay, thời tiết chưa có nhiều biến đổi khi mà trời nhiều mây, mưa nắng đan xen. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều trên khu vực phổ biến trong ngưỡng từ 26 tới 29 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Còn đối với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mức nhiệt là từ 29 cho tới 31 độ. Từ tối và đêm nay, khi mà không khí lạnh mạnh tràn xuống, gió đông bắc thổi mạnh, kết hợp với điều kiện địa hình khiến cho mưa dông sẽ quay trở lại, với nhiều nơi sẽ có lượng mưa vừa đến mưa to và dông. Trọng tâm mưa tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi. Đợt mưa này sẽ còn có khả năng kéo dài, vì khả năng đến ngày 25 tháng 10, trên Biển Đông sẽ xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão và đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Người dân các khu vực này cần lưu ý với sạt lở đất và ngập úng xảy ra. Với các tỉnh thành phố phía Nam, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục từ 7 đến 9 độ vĩ Bắc. Vì thế mà trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông nhiều nơi trở lại. Ở vùng phía Nam của Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 28 tới 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, ngưỡng nhiệt sẽ là từ 31 cho tới 32 độ. Thưa quý vị và các bạn, theo những dự báo mới nhất thì trong ngày thứ hai tuần sau, trên Biển Đông sẽ xuất hiện một áp thấp nhiệt đới từ ngoài khu vực vùng biển Philippines di chuyển vào. Dự báo đến 6 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc, 117,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc có khả năng mạnh lên thành bão số 9. Đến 6 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Đến 6 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông, cách Kinh Nhân khoảng 150 km, cách Nha Trang 190 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trong 48 tới 72 giờ tiếp theo, bão số 9 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Tuy nhiên, trong những ngày tới, vị trí đổ bộ của bão số 9 có thể sẽ còn thay đổi vì hướng đi của bão còn phụ thuộc vào sự tương tác với không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Dù vậy, bà con khu vực Nam Trung Bộ vẫn cần chủ động lên các phương án để ứng phó với bão. Mọi diễn biến của cơn bão này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cho các bản tin tiếp theo của kênh. Quý vị quan tâm, nhớ nhấn đăng ký kênh và chú ý đón xem.